hét lên, mà nhìn mặt mấy bà sơ là tao biết không có Chúa rồi. Có bao giờ có thấy mấy bà sơ bà vui không? Hiểm họa lắm mới thấy bà vui. Cho nên đôi lúc cho bảo đó, cái lời nói và cái hành động nó phải đi chung. Mình cứ bảo là có Chúa là có tất cả, phải vui. Con về nhà có những người đạo gốc á, nhiều khi đi lễ về vừa đi lễ vừa ra vừa chửi. Hồi nãy có cái ta cha còn để ý đây nữa nè, ông này lên đọc bài học hôm nay là lắm kẻ ở dưới nó khó chịu lắm nè. Cha ngồi ở trên này, cha nhìn xuống dưới là cha thấy ông bước lên là ở dưới bao nhiêu người họ xì xầm là cái tóc của mày. Tao hỏi mày, mày đi lấy mày tập trung vào cái tóc đó làm chi? Mày nghe lời Chúa mày tập trung vào cái tóc của nó. Cha ngồi đây cha biết, cha bảo đảm với con, cha không nói láo. Cha nhìn mặt là cha biết nó đang nói gì rồi. Giờ muốn cho chỉ vài đứa cho coi không? Đó đấy, cho nên chúng ta nói về đạo yêu thương, nhưng mà mình sống không có yêu thương. Mình nói có Chúa là có tất cả, có niềm vui, mà nhìn mặt nó thì chẳng thấy vui hết. Nhìn bà sơ thì cứ là giống như là con mẹ ấy chồng á. Nhìn mấy ông cha thì giống như là bị vợ bỏ mạng á. Mặt mày cứ nhăn như con cầy sấy á. Mà cứ bảo các con có Chúa là có tất cả, có niềm vui, để đạo mình là đạo yêu thương. Cha dùng yêu thương nhá, không yêu đương nhá. Chúng mày về đừng có lộn, cha thông bảo đạo mình là yêu đương, cho nên chúng ta yêu nhau đi đó. Đạo mình là đạo yêu thương, cho nên người ta cứ nói đạo nào cũng sống tốt. Cha bực mình nhất là nghe người ta nói về cái điều đó. Ở đây ai biết cuốn, một cuốn sách rất nổi tiếng, bán chạy thứ hai trên thế giới sau cuốn Kinh Thánh. Mục đích của con người trên thế giới này, đạo Công giáo không dạy chúng ta sống tốt nhé. Cái tốt không phải là đích điểm đến của đạo Công giáo. Khi chúng ta gặp Chúa, chúng ta biết Chúa, chúng ta yêu Chúa, thì chúng ta trở lại cái tốt lành của Thiên Chúa. Chứ không phải mục đích cuối cùng của Kitô giáo là để khi chúng ta chết đi, chúng ta trở về với Chúa. Nghe rõ chưa? Từ rày trở đi, ta không muốn nghe trên môi miệng của bất cứ ai đang ngồi trong cái nhà thờ này đi tới đâu và nói đạo nào cũng tốt. Đạo Công giáo, giáo lý, giáo hội dạy chúng ta mục đích của chúng ta, cái cuộc sống của chúng ta hiện hữu trên trái đất này là để gặp Chúa, để yêu Chúa, để hiểu Chúa và để phụng thờ Chúa. Để rồi cuối cùng khi chúng ta nằm xuống, chúng ta trở về với Chúa. Đứa nào thích sống tốt đi qua đạo khác. Thank you.